Hello xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh youtube của Neo Trong video ngày hôm nay thì Neo sẽ làm một cái review mà có thể nói là rất là giúp ích cho tất cả mọi người luôn Và là một cái thông tin hoàn toàn mới trong năm 2021 này Thì chúng ta sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn ha Thì Neo sẽ review cái sản phẩm kem chống nắng Anessa dành cho da nhạy cảm và da em bé Mẫu cũ 2020 và mẫu mới nhất 2021 Thì uh, như các bạn đều biết thì Anessa người ta uh, luôn luôn cải thiện cải tiến cái dòng sản phẩm của họ cũng như là bao bì mẫu mã công nghệ thì cái Anessa cũng không là một trường hợp ngoại lệ thì năm 2021 tức là đầu năm vừa rồi thì người ta đã à, cải thiện cái sản phẩm kem giống nắng riêng cho dòng nhạy cảm á từ mẫu 2020 bên trái là mẫu 2020 và sang mẫu 2021 thì mọi người có nhìn thấy thể nhìn thấy là À, về bao bì thì nó sẽ khác nhau về màu sắc cũng khác nhau thì trong video ngày hôm nay Neo sẽ làm những cái review sau đây ha thứ nhất là Neo sẽ so sánh mẫu cũ và mẫu mới về thành phần công dụng cũng như là à, chức năng So với mẫu mới thì nó sẽ khác như thế nào Cái thứ hai là Neo sẽ test cử cái texture cho mọi người cùng xem uh, Liệu cái dạng sữa mà trước giờ Anessa họ vẫn duy trì uh, lên da rất là thấm nhanh mềm mượt Thì liệu cái mẫu 2021 họ vẫn có duy trì công nghệ đó Hay là có những điểm gì mới nữa thì chúng ta cũng tìm hiểu ha Ok, let's get started Ok, rồi uh, bây giờ chúng ta sẽ quy định một chút xíu Bên tay trái là mẫu 2020 và bên tay phải là mẫu 2021 nha mọi người thì uh, chúng ta sẽ cùng kiểm tra về cái bao bì chút xíu thì mọi người có thấy là sự cải thiện rất là rõ rệt về bao bì, à, sự khác biệt rất là rõ về bao bì. Bản thân Neo thì khi mà Neo uh, uh, nhận cái hàng này về á uh, và Neo cảm thấy là uh, cầm trên tay cái bao bì của mẫu 2020 thì nó vẫn đẹp hơn và nó sang hơn rất là nhiều so với mẫu 2021. Mẫu 2021 thì có vẻ đơn giản hơn rất là nhiều, không có màu sắc là đẹp, chỉ có một tông màu chủ đạo là trắng nè, hồng và xanh thôi. Trong khi đó thì mẫu 2020 mọi người có thể thấy là rất nhiều màu. Nhưng mà à, họ cải thiện là họ đều có mục đích hết. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái mặt ngoài sau ha. Thì cái mặt ngoài sau họ vẫn duy trì cái à, những cái thông tin Uh, thứ nhất là về hàng nhập khẩu á Thì mọi người có thể thấy là cái tem Mã cào để check hàng có phải là của Shiseido hay không Thì cái vị trí dán của nó sẽ khác nhau ha Ở đây và ở đây 2020 thì đây và 2021 Về cái uh, tem nhập khẩu nhãn phụ tiếng Việt Việt Nam thì uh, Không có gì thay đổi hết uh, Thì cái tem này á mọi người có thể thấy là à, mẫu 2021 thì cái ngày mà họ vừa mới sản xuất đây rất là cận luôn mọi người 15 tháng 10 2020 và đầu năm 2021 thì họ đã tung ra cái sản phẩm mẫu mới này rồi ha Ok rồi bây giờ Neo sẽ à, xé bao bì cái hàng này cũng như là test cái texture cho mọi người thì trong cái video này Neo sẽ làm hai cái đó là à, so sánh cái công nghệ cũng như là những cái thay đổi trong Anasa 2021 cũng như là cho mọi người thấy được là cái mẫu mới này nó có những cái điểm gì nổi bật hay chúng ta cùng chờ xem nhé. Ok bây giờ Neo sẽ xé. Đối với bản thân Neo thì Neo vẫn thích cái uh, bao bì của mẫu uh, cũ 2020 hơn rất là nhiều. Đây là uh, chai chống nắng Anessa mà mẫu 2021 mọi người có thể thấy thì uh, Neo sẽ cho mọi người một cái nhìn cận cảnh Đó chính là cái à, bao bì cũng như là cái hình, cái màu sắc của mẫu 2020 và 2021 Nhắc lại, bên trái là 2020 nha, và bên phải là 2021 Thì về cái màu sắc thì màu 2021 nó đậm hơn Màu kiểu như là màu, màu be đó mọi người Màu bên đây thì nó lợt hơn Và cái phần nắp thì nó đã thay đổi rồi ha Ở Trên đây cái nắp nó là cái mấp màu vàng đồng rồi Ok À, phần dưới đáy thì đây uh, là code để check right. về phía mặt sau lưng thì cũng không có gì thay đổi chỉ có cái vòng màu sắc thôi ok thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test cái texture nha uh, neo sẽ test cả hai texture luôn cho mọi người uh, để cảm nhận và so sánh gần nhất nha ok thì uh, bây giờ chúng ta sẽ cùng bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test texture Alright, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt test texture ha. Thì Neo sẽ làm dấu ở trên tay của mình là bên tay trái là 2020 và bên tay phải là 2021. Neo sẽ uh, xịt cái mẫu cũ trước. Thì các bạn nên nhớ là Anessa khi mà mọi người sử dụng mọi người nhớ lắc đều lên ha. Tại vì trong đây nó sẽ có viên bi, nó sẽ đánh đều cái sản phẩm ra để giúp cho cái sản phẩm nó được uh, hòa quyện và nó tốt hơn. Đây là mẫu 2020 nha mọi người. Còn đây là mẫu 2021. Bây giờ chúng ta cùng xem hồi hộp chờ xem cái texture nó có gì thay đổi hay không ha sau khi test sự cái texture xong thì neo sẽ nói công nghệ mới mà à, sai người ta apply ha ok rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng xem thì uh, nhìn sơ qua thì hai cái texture nó không có gì thay đổi hết mọi người vẫn là dạng sữa trắng ha lỏng mịn và khi mà chúng ta tán ra cái uh, mẫu 2020 nè đây là cái texture của 2020 còn đây là của 2021 y chang nha mọi người không có gì hết nhưng mà khi mà cảm thấy là bên em bên 2021 thì nó nó mịn hơn rất là nhiều cái cái sản cái chất của nó mịn hơn rồi à, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tán thử xem nó cái độ thấm của cái mẫu 2021 này nó có tốt như là từ trước đến giờ ha đối với cảm thằng neo thì neo cảm nhận là cái mẫu 2021 nó ẩm hơn rất là nhiều ha so với mẫu 2020 nha mọi người anyway thì khi mà chúng ta tán ra thì mọi người nhớ là mọi người phải À, tán đều ra và chúng ta phải vỗ để cho cái sản phẩm này nó không có bị à, trắng da hay là bệt da của các bạn. Alright. Đây là cái texture của hai cái sản phẩm này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem liệu mẫu 2021 này nó sẽ có những điều gì cải tiến ha. Alright. Để nhìn trên hình thì mọi người sẽ thấy là hai cái sản phẩm nó gần giống nhau nhưng mà ở ngoài thì lên camera, ở ngoài thì cái sản phẩm cái bên 2021 nó đậm hơn rất là nhiều. Mọi người phân biệt cho Neo là cái nắp này nè nó màu vàng đồng ở phía trên đây còn bên đây là nắp trắng thôi bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu cái công nghệ của ha, mẫu 2021 ha thứ nhất là công nghệ mà người ta cải thiện đó là một cái điều mà Neo rất là thích họ vẫn duy trì công nghệ Aqua Booster EX là à, công nghệ Aqua Booster có nghĩa là sao tức là nó sẽ nó bảo vệ cái 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 kem chống nắng của mình trên da của mình nó có ba yếu tố là nước nè mồ hôi và ma sát, các bạn đều biết là à, kem chống nắng bây giờ nó đều có khả năng là kháng nước water resistant hết khi mà các bạn bôi lên các bạn xuống nước các bạn sẽ không sợ bị trơn bị bị uh, trôi hết những cái cái ansa của cái kem chống nắng của các bạn ha cái bước uh, đầu tiên á và cái công nghệ tiếp theo là cái công nghệ uh, hạn chế bụi mịn công nghệ cơ chế chống tác hại từ bụi mịn bụi mịn tức là những cái uh, phân tử bụi mà rất 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 là nhỏ luôn mà mắt thường chúng ta không nhìn thấy được thì cái anasa này sẽ làm sao đây cái cái bước đầu tiên á khi mà các bạn tho cái này lên á thì nó sẽ tạo một cái màn bảo vệ cho da của các bạn để tránh hạn chế hấp nhất cái việc tiếp xúc với bụi mịn sau đó cái lớp màn uh, bảo vệ này đó nó sẽ nó sẽ uh, gom lại nó sẽ uh, kiểu như tập hợp lại những cái đám bụi mịn đó và nó sẽ làm uh, có nhiệm vụ là trung hòa và nó sẽ uh, giữ lại trên da chúng ta ha đó nó sẽ không cho uh, bụi mịn nó sau thâm nhập vào sâu trong da của các bạn nữa và bước thứ ba là sau khi bụi mịn này xong á nó sẽ bị trung hòa và nó không có gây tác hại gì cho da nếu như chúng ta uh, không sử dụng anessa kiểu như vậy ok cái uh, tiếp theo đó chính là cái công nghệ Smooth Protect Thì cái công nghệ Smooth Protect này có nghĩa là sao? Đây là cái công nghệ mà có thể nói là chỉ có Shiseido họ độc quyền về cái công nghệ này thôi Thì Neo sẽ nói cho mọi người biết ha uh, Khi mà uh, cái sao mọi người bôi lên á Thì cái công thức mà công nghệ Smooth Protect này họ sẽ làm Là nó sẽ bảo vệ Nó sẽ dàn trải đều tất cả các phân tử Trong cái kem chống nát Anessa này ha để chống cái tia uv tốt nhất có thể bởi vì mọi người biết là khi mọi người bôi kem giống nắng không đều á hoặc là chỗ này chỗ có chỗ không á thì cái việc mà bảo vệ nó cũng không có tuyệt đối nên là cái công nghệ smooth protect này nó sẽ bảo vệ cho da của bạn là bảo vệ tuyệt đối luôn bảo vệ uh, chống tiêu uv lại ở mọi góc luôn ha Alright. rồi hỏi uh, đây họ còn nói nữa là uh, cái việc mà các bạn sử dụng kem chống nắng nó xa mẫu mới này á nó sẽ tạo cho một cái cảm giác rất là dịu nhẹ và mềm, mềm mượt luôn và bản bản thân của neo dùng á, cái mẫu 2020 này á, thì đã nó đã rất là ok rồi nó rất là tuyệt rồi này tại vì nó rất là mềm mịn bạn nào mà sử dụng mẫu 2020 các bạn đều biết là neo là đang nói cái vấn đề gì đúng không lên da rất là mịn thấn rất là nhanh và tạo một cái lớp màng bảo vệ và nâng tông hơi nhẹ một chút xíu nếu bạn nào mà thích cái cái việc da của mình sáng lên chút xíu thì cái em này làm rất là tốt 2020 làm rất là tốt nên là 2021 nó vẫn duy trì cái đó mà nó còn tốt hơn rất là nhiều ha và cái một điều đặc biệt là những dành cho những bạn nào mà mà sợ nhưng mà nam á mà sợ không có uh, phát uh, người ta phát hiện ra sử dụng kem chống nắng thì cái hàng 2021 này nó không làm vón cục cũng như là không để lại vết trắng rất là ok ha. Thì uh, một cái điều mà Neo sẽ uh, muốn phơm là muốn xác nhận một lần nữa cho các bạn là uh, khi mà người ta nói về cái chống nắng nó xa thì nó sẽ phân theo dòng đúng không? Ví dụ như các bạn thấy là Neo uh, sẽ phân ra dầu mụn nè, da nhạy cảm nè, da em bé các kiểu. Nhưng mà thật sự mà khi mà người ta uh, làm cái Anessa này nó dành cho tất cả mọi loại da luôn và cái trường hợp da mà nhạy cảm và da em bé vẫn xài được luôn ha chứ không phải là cái này dành riêng cho chỉ cho da nhạy cảm và da em bé thôi da dầu mụn không xài được tất cả các loại da đều xài được hết ha ok rồi à, và cái điều cái điều tiếp theo mà nếu muốn chia sẻ đó là cái công nghệ ờ uh, Aqua Booster á nếu như trước đây mẫu 2020 á họ uh, làm với cái việc là chống thấm nước trôi á khoảng 80 phút thôi thì năm năm 2021 này họ nâng lên từ 80 cho đến 90 phút lần ha mọi người đó là một cái cải thiện rất là ok luôn và một trong những cái mà Neo cảm thấy là đáng để thử để cho các bạn thử đó chính là cái việc mà à, cái khả năng chống bụi mịn như mọi người đều biết là ngày nay thì không khí ô nhiễm rất là nhiều luôn mà các bạn đi ra đường thường xuyên thì cái việc mà các bạn hít phải bụi mịn và nó vào da của các bạn đó, nó gây bít tắc lỗ chân lông là một cái điều rất là dễ hiểu nên là có cái NSA này không những là nó chống nắng cho da của các bạn mà nó còn giúp cho các bạn chống lại cái đám bụi mịn nó ha rất là uh, không có tốt cho da của các bạn ok rồi uh, một điều cuối cùng Mình nó muốn chia sẻ đó chính là kem chống nắng anessa hoàn toàn có thể rửa sạch lại bằng sữa rửa mặt nên mọi người yên tâm ha mọi người chỉ cần rửa sạch thiệt là kỹ cái kem chống nắng cũng như là tẩy trang thiệt là kỹ thì cái việc mà vấn đề mà mọi người bị uh, mụn ẩn hay là bị mụn á uh, do kem chống nắng sẽ gây ra thì nó sẽ không có nha mọi người ha mọi người yên tâm một số bạn cứ liên hệ với neo cứ khang bản neo là sử dụng kem chống nắng sợ bị lên mụn nhưng mà cái điều mà các bạn cần lưu ý đó chính là khi mà các bạn sử dụng kem chống nắng hoặc bất kỳ sản phẩm nào hết á thì các bạn phải tẩy trang cho thiệt là kỹ và rửa mặt cho kỹ nữa ha. Nếu mà được á thì các bạn bột lên cleansing, các bạn sẽ có một cái bước tẩy trang sau đó các bạn sẽ dùng dầu tẩy trang thì tin chắc rằng cái việc mà các bạn loại bỏ mụn ẩn ha nó rất là dễ dàng luôn. Ok, video uh, review về kem chống nắng Anessa mẫu cũ 2020 và mẫu 2021 à, đến đây xin tạm dừng ha. Uh, Neo sẽ để cái link mua sản phẩm cho mọi người tham khảo cũng như là mọi người có thể uh, ủng hộ Neo ha. Còn bây giờ video tạm dừng ha. Chúc mọi người có một buổi chiều vui vẻ. Bye bye.